4P. Mỗi lần nói tới mấy cái nội dung giống vậy, giống như đang dạy đa cấp, giống như đang dạy sale mặc dù không biết sale. Rồi, nói về promotion, có thể viết nội dung content, chia sẻ kinh nghiệm, bất cứ cái gì chúng ta đã được học từ hổm giờ. Nếu các bạn thấy hay, thấy nó cảm thấy ứng dụng thực tế được, hoặc là người ta còn lầm lẫn gì đó, các bạn có thể chia sẻ ra cho mọi người biết, để người ta tránh những cái sai đó. Và việc chúng ta giúp mọi người thì mọi người kiểu cũng khi mà họ có việc cần, hoặc là có người nào đó họ quen biết mà cần, thì họ cũng sẽ tìm đến mình chẳng hạn như vậy đó. Thì đôi khi cái nghề nào cũng vậy thôi, chúng ta phải hoạt động thường xuyên một xíu, hoặc là tạo cái tầm ảnh hưởng một xíu, đặc biệt khi chúng ta làm freelance chẳng hạn. Bản thân mình phải marketing, tại vì không ai marketing gì mình hết, mình phải marketing mình hơn đó, bằng video. Có thể mình làm một cái kênh hướng dẫn video ngắn, hoặc là mạng xã hội TikTok, hoặc các thứ YouTube hoặc là Facebook gì đó, nhiều kênh thông tin khác nhau. Rồi, về sản phẩm, sản phẩm thì chúng ta cần chú ý là về ví dụ như dịch vụ chúng ta làm thế nào để cải thiện nó tốt nhất, và nó khác gì với những cái dịch vụ chỗ khác. Làm sao khách hàng nhắc đến mình, thấy được mình khác và tốt so với một người khác, để cho họ có lý do để họ chọn mình mà không chọn người khác, đúng không? Đó, ví dụ như cái gói của tập chúng ta nó phù hợp về cái nhu cầu họ, ví dụ gói tập chỉnh sửa tư thế, gói tập giảm cân trong vòng 3 tháng chẳng hạn như vậy, hoặc là gói tập mọi nơi mọi lúc gì đó, tùy theo nhu cầu của khách hàng chẳng hạn như vậy, mình thiết kế những cái chương trình như vậy. Rồi, đó là về sản phẩm, liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, để cuối cùng để khi họ nhắc đến cái tên mình là mình đang branding đó. Nhắc đến cái brand, cái tên của mình, họ biết đứa này nó biết giảm cân, hoặc là nhắc đến đứa này nó chữa được gù lưng, chỉ cần một cái thôi, miễn làm sao họ nhắc đến mình họ biết được cái gì đó về mình chẳng hạn vậy đó. Rồi, về cái giá, giá cả trên này là giá trị, dưới này là giá cả. Giá cả thì có kết hợp với giảm giá hay không, ví dụ đặc biệt là nếu chúng ta quản lý, là quản lý chúng ta có góp phần vào quyết định giá, thì chúng ta cần phải có chiến lược giá, lúc này giá thấp lúc kia giá cao chẳng hạn, lúc lúc giá bình thường lúc nào khuyến mãi chẳng vậy chẳng hạn vậy. Rồi trả thanh toán bằng hình thức nào, ví dụ như Cali rồi đó, nó có cho phép chúng ta thanh toán trả góp để tạo khả năng khách hàng trả nhiều hơn, tăng cái phần trăm chốt deal cao hơn chẳng hạn vậy. Nói chung là tạo điều kiện tối đa để khách hàng không thể từ chối được và trả tiền được, thu về doanh thu tốt nhất có thể chẳng hạn vậy đó. Có phải cái giá luôn thấp là tốt hay không, hay là đôi khi giá cao lại cũng là một cái, theo các bạn giá giá thấp với giá cao các bạn sẽ chọn nào? Theo Tuấn, nếu giữa một cái giá thấp một cái giá cao sẽ chọn gì? Mua một món Nó còn đồ tùy là mình đang à? chọn về cái gì. Đúng rồi, nó cũng tùy tùy vào cái dịch vụ, tùy vào cái sản phẩm đó mà mình đánh giá. Ví dụ như một cái sản phẩm mới ra local brand chẳng hạn mà giá quá cao bằng hàng hiệu thì ai mua, thì lúc này họ phải đánh về chiến lược về giá, giá thấp xuống để tăng cái đối tượng khách hàng lên, rồi sau đó họ muốn tăng giá từ từ, họ tăng giá từ từ, thì mình cũng vậy thôi, mình cũng vậy. Nếu như chúng ta cảm thấy giá chúng ta cái công sức bỏ ra nhiều, ví dụ take care từng thứ một, về giống như cả miếng ăn giấc ngủ khách hàng, mình có quyền lấy giá cao chẳng hạn vậy, đừng có ngại việc đó. Hoặc là có những người mình thấy là còn đưa rước khách hàng đi tập chẳng hạn vậy đó, thì lúc này mình có thể có quyền lấy giá cao chẳng hạn đó. Rồi, rồi gì nữa ta, rồi bây giờ đến địa điểm, chọn một địa điểm nào đó làm việc, vì dân cư phân bố cũng cũng theo những cái khu vực khác nhau, và cái khả năng chi trả họ cũng khác nhau đó. Nếu như chúng ta có dịch vụ tốt, chúng ta cũng nên chọn những cái khu vực để kinh doanh cái dịch vụ mình ở một cái nơi nó tốt, để họ có đủ cái khả năng chi trả cho mình, ví dụ quận nhất, quận 2, quận 7 gì đó. Nếu như dịch vụ chúng ta ok, chúng ta cảm thấy tự tin cạnh tranh được với đối thủ xung quanh chẳng hạn, thì ok cứ mở đó chẳng hạn để thử. Tại vì thật ra cái gì cũng vậy, phải thử mới biết mới làm được hay không, chứ không thử cũng không biết, cứ thử mới biết được. Rồi, rồi
Rồi uncompromising tức là không ngừng nâng cao chất lượng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Và nó cũng liên quan đến cái ý này nữa là potential client, tức là sao, tức là tất cả các người khách hàng, những người chúng ta tiếp xúc đều có thể coi là khách hàng tiềm năng của chúng ta hết. Và chúng ta sẽ không ngừng nâng cao cái chất lượng dịch vụ của mình bằng cách gì? À, thay vì ví dụ chúng ta đứng đứng ở phòng gym đi, chúng ta làm ca cố định, thì thay vì chúng ta ngồi một chỗ, tại sao chúng ta không đi vòng vòng nói chuyện để xây dựng quan hệ? Tại vì người ta mua sẽ dựa trên cảm xúc. À, nếu tôi tin tưởng đứa này, tôi muốn tập với đứa này thì tôi mới trả tiền cho nó để tôi tập. À, rồi bên cạnh đó là thằng này nó biết nhiều thứ, mà làm sao biết là mình biết nhiều thứ được, phải trò chuyện mới biết được đó. Mình thể hiện là anh chị vấn đề này em có thể giúp anh chị giải quyết nó được chẳng hạn vậy đó. Thì có thể lúc này mình đang kiểu marketing mình thôi, hoặc là mình cố gắng nâng cao dịch vụ mình thôi, họ chưa hẳn là họ trả tiền mình, nhưng mà sau khi mình fit được một vài thứ chẳng hạn, thì sau này khi nếu họ có nhu cầu hoặc bạn bè họ có nhu cầu, họ sẽ giới thiệu, thì đó là khả năng chúng ta tăng được cái cơ hội tiếp cận cái khách hàng tiềm năng, potential client. Ví dụ như mình ở Hustle, ở chỗ làm mình, ban đầu mình vào mình thật sự là mình sợ PT ấy, tại vì mình đã phân bổ rõ cái thời gian là dạy lớp buổi tối buổi sáng mình làm freelance rồi, nên mình nếu có thêm PT mình sẽ rất là vướng, nên mình không muốn PT. Nhưng mà trách nhiệm thì mình vẫn làm, thì giống như là mà ban đầu mình cũng chưa có khách nào hết ở bên Hustle, nhưng mà mình cũng không có khe lắm, mình đã có khách bên ngoài rồi, nên nhưng mà mình vẫn luôn tâm niệm là nâng cao chất lượng lên. Thì sao, khi mà khách hàng tập lớp ở Hustle họ có vấn đề gì đó, ví dụ họ bị đau cổ vai gáy, vấn đề họ bị đau lưng dưới, họ bị đau đầu gối, đau cổ chân gì đó, mình luôn có thể giúp đỡ họ bằng cách hướng dẫn họ SMR giãn cơ. Và trong lúc họ giãn cơ mình giải thích tại sao họ bị như vậy, y như là một cái buổi PT cho họ vậy đó. Thì cái những người khách hàng đó đôi khi họ không có mua dịch vụ của mình, nhưng mà họ cảm thấy là đứa này nó ok, nó tốt này kia nọ, họ có feedback tốt về mình đối với ví dụ chủ mình, đó, họ feedback tốt về cái việc mình làm. Rồi thậm chí là có một người khách họ chỉ đến, họ thường đó là tới giờ lớp hoạt động thì mới tới tập, nhưng mà có thời gian đó họ mở open gym, tức là ai rảnh thì cứ đến tập. Thì có một người khách đến tập, nhưng mà cũng ngay lúc mình đang training cho cái đứa bạn, cái đứa em mới mới vô, nó chưa biết assessment, thì mình mượn cái người khách đó ra có thể dành thời gian xíu để mình assessment cho, làm mẫu cho đứa em đó nó coi. Thì sau khi cái người khách đó assessment xong các thứ, là mình giải thích cho đứa em đó hiểu các thứ xong, thì sau một thời gian cái bạn khách đó có nhu cầu, bạn đó lại muốn tập với mình đó. Thì đó cũng là một cách, chúng ta không thể biết được cái khách hàng tiềm năng của chúng ta ở đâu cả, đôi khi họ ngay trước mắt mà tại vì chúng ta chưa tiếp cận được thôi, hoặc là họ chưa có nhu cầu chẳng hạn vậy đó. Rồi nâng cao dịch vụ các thứ. Rồi ví dụ chúng ta đứng ở phòng gym, chúng ta có thể ví dụ có nước miễn phí gì đó, có thể lại rót miếng nước hoặc nói chuyện, đặc biệt mấy người nào thân thiết, càng thân thiết càng tốt. Nói chung là ai mình cũng nên tạo mối quan hệ, vì cái nghề này được cái là chúng ta tiếp xúc được khá nhiều đối tượng khách hàng khác nhau ở mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau, biết đâu mình cũng học được các thứ xung quanh từ cái người khách hàng đó của mình. Mà cái khả năng mình giao tiếp càng nhiều với khách hàng thì mình học được càng nhiều thứ thôi, có lợi thôi, có gì đâu đó. Giống như thời gian đầu mình đi làm cũng đứng phòng gym cố định theo ca, thì đôi khi mình thay vì ngồi một chỗ, mình sẽ ra mục tiêu một ngày mình cố gắng nói được, nói chuyện được với 5 người chẳng hạn. Nói gì không cần biết, chỉ là đến tiếp cận và nói để tập khả năng giao tiếp chẳng hạn vậy. Hoặc là mình thậm chí mình đến nói chuyện với khách hàng, mình truyền tải lại những cái mình mới vừa biết, mới vừa học, những vấn đề liên quan gì đó, có thể giúp đỡ họ gì không chẳng hạn đó. Rồi tạo giá trị. Ok, tạo giá trị thì cái việc chúng ta liên tục giúp đỡ mọi người, chúng ta nâng cao cái chất lượng dịch vụ bằng cách chúng ta học và chúng ta giúp người ta, thì đó là cách chúng ta đang tạo giá trị, mà là giá trị thật, giá trị đúng. Thì cái gì có giá trị đúng thì nó sẽ được lan tỏa tốt. Và lúc này nè,
nhiều người biết hơn, nhiều người biết hơn, khả năng chúng ta thu nhập lúc này tự động đến chẳng hạn vậy. Đó, tạo giá trị thay vì quan tâm đến giá, mình nghĩ chúng ta nên quan tâm đến nâng cao giá trị, cố gắng nâng cao giá trị mình lên. Rồi, sales technique. Sales technique, theo các bạn sales technique là cái gì? Sales technique, kỹ thuật sale. Cái này là cái mình yếu nhất, kỹ thuật sale. Bên Dũng có phải sale không? Có, tao giá cao lắm, trăm sáu. Sale trăm sale mà mua cao điểm 160. 160 khách một tháng đó, hả? Hay sao? 160 triệu. 160 triệu đó. Đỉnh ha. Rồi chia sẻ một số kỹ năng sale cho các bạn đi. Cái này mình yếu lắm, mình không có giỏi kỹ năng sale. Thì đi đường sale cứ chân thành là được thôi mà. Ok. Cứ chân thành thôi, còn khi mà khách hàng kiểu mình cứ chia sẻ một cách chân thành thôi, khách hàng bị như thế nào thì mình nói ra cho khách hàng hiểu rồi đưa cái phương pháp cho khách hàng thôi. Ok. Với cái thứ hai thì thường thường là như Phát nói thì kiểu mình hay ra nói chuyện với khách hàng vào cái lúc rảnh ấy. Để tạo tương tác với khách hàng ấy. Thì người ta thấy ok thì người ta không tập với mình, nhưng mà người ta giới thiệu khách hàng qua cho mình. Đúng rồi. Ok. Đó. Thì cảm thấy làm gì cũng vậy. Nên xuất phát từ honestly, chân thành, cái gốc của mình ở cái việc là mình muốn giúp người ta, chứ không phải là mình đang muốn lấy tiền của người ta. Cái tâm lý của người khách hàng á, là tụi bay lại tụi bay định sale chứ gì, cái này biết tổng hết rồi chẳng hạn vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp cận ở góc độ tôi chỉ đến muốn giúp anh chị, chưa không hề đề cập gì đến việc tôi sale hết, nó sẽ khác. Nhiều khi đôi khách hàng sẽ thắc mắc, ủa sao nó nói nãy giờ không nói gì sale ta chẳng hạn vậy. Cái đó đôi khi lại là cái điểm độc đáo của mình. Mình đến mình thể hiện được cái sự quan tâm về cái kết quả của khách hàng, mình có thể giúp được gì không. Lúc này họ cảm nhận được cái đó, họ sẽ cảm nhận được, miễn là chân thành, đủ chân thành và cứ thật tâm thôi, giúp đỡ họ cải thiện chất lượng liên tục như vậy thì sẽ tăng khả năng chúng ta chốt sale, hoặc ít nhất là họ không tập thì họ vẫn có thể giới thiệu bạn bè đó, thì hoặc là ít nhất là họ đi về nhà họ nói chuyện người này kia, nói tôi có tập, tôi không có tập nhưng mà tôi nghe cái này ở đâu đó từ cái đứa em này nó nói. Đó, biết đâu vậy chẳng hạn vậy đó. Chúng ta không thể nói trước được điều gì, nhưng mà cứ cố gắng thành tâm và cố gắng giúp mọi người. Thì trong cái cuốn sách đó, nó có phân ra làm cái lộ trình sale. Thì lộ trình sale là gì? Tức là giống như cái chỉ tiêu doanh thu một tháng bao nhiêu, thì chia nhỏ ra một tuần phải đạt được bao nhiêu, rồi từ đó chia ra 7 ngày thì một ngày được bao nhiêu, thì từ mỗi ngày đó thì suy ra mỗi một ngày phải đạt được bao nhiêu show thì có, thì các bạn có thể tự tính được rồi, cái đó không quá quan trọng đó. Thì để giống như đặt mục tiêu target để chúng ta nắm vững cái kết quả chúng ta có đạt doanh thu hay không, có sale được tốt hay không. Đối với ví dụ chúng ta kinh doanh phòng gym thì chúng ta phải cân đối bao nhiêu khách hàng đến, bán được bao nhiêu gói thì sẽ đủ với chi phí và có lợi nhuận chẳng hạn như vậy đó. Hoặc là các bạn làm freelance như vậy, freelance thường chúng ta ít áp lực hơn về cái việc việc chi phí, nên chúng ta có thể nhưng mà chúng ta sẽ mệt đầu hơn về việc chúng ta phải marketing, về nâng cao chất lượng, về việc chăm sóc khách hàng, dịch vụ của mình, và việc giống như phải tìm kiếm nơi nào tập luyện cho tốt chẳng hạn vậy đó, nhiều thứ khác nhau đó. Rồi cái nào nó cũng có cái khó của nó, mà có cái khó thì mới ló cái khôn được. Quan trọng là nè, đủ tin tưởng bản thân, tin tưởng vào giá trị của mình, liên tục nâng cao giá trị của mình và đưa nó cái giá trị đó đến mọi người là được. Rồi ok, chúc mừng các bạn đã kết thúc khóa NSM khóa 1. Khóa 1. Các bạn có lời nào feedback về về khóa học này không? Cảm thấy nó ứng dụng được hay không? Có hiệu quả được hay không? Cải thiện được cái khả năng làm việc mình không? Hello. Duyên nghĩ chắc cho mọi người làm bài kiểm tra đi. Làm bài kiểm tra. Tại vì cái khóa này là khóa demo nên chưa có soạn bài kiểm tra. Nhưng mà mấy cái khóa, ví dụ sau này mình dạy những cái khóa chính thức á, mình sẽ soạn đề để kiểm tra, để bảo đảm mọi người theo sát cái chương trình, không có bị lỡ. Kết thúc khóa này xong, chắc trong tương lai gần cũng sẽ mở khóa 2.
Tại vì bữa giờ cũng có một số bạn thấy mấy video dạy, mấy bạn cũng có hỏi là muốn học, nhưng mà tại vì còn đang lu bu quá nên chưa. Với lại khi mà bán một sản phẩm gì đó thì nó phải hoàn thiện một chút, chứ không có kiểu tay đầu tới tay đó được, nó phải hoàn thiện xong rồi mình mới dạy được. Thịnh mới vô hả? Nghe được Dạ em sao mới không? vô. Mới vô là kết thúc luôn rồi, xong rồi đi về. Ok, nếu các bạn có feedback gì thì có thể nhắn vào group hoặc nhắn cá nhân mình cũng được, để mình lấy cái đó làm tài liệu để mình marketing bản thân mình, để sau này mình có khách hàng đăng ký học. Thế thầy dạy có tâm thôi. Thì thầy cũng cố gắng làm trong khả năng của thầy thôi. Thật sự mình không có nhận là mình giỏi hay là gì hết, nhưng mà mình cố gắng mình đào sâu hết mức có thể để truyền đạt kiến thức lại cho các bạn hết mức có thể thôi. Thật ra có nhiều cái mình vẫn không biết và mình cũng phải nâng cao, liên tục học, liên tục dạy đó. Nhưng mà mình khi mà mình chọn được cái nghề nó đam mê của mình á, thì chúng ta khi quá trình chúng ta học, chúng ta chia sẻ, nó sẽ đỡ mệt, nó sẽ không bị chán, chúng ta có cái động lực làm cái việc đó. Nó giúp chúng ta duy trì được cái công việc này, chứ thật ra hỏi làm gì dễ, không nào dễ trơn, làm gì cũng khó. Ok, nếu các bạn không thắc mắc gì, chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi, kết thúc sớm. Thắc mắc gì không mọi người? Còn về bài kiểm tra chắc để sau. Duyên học khóa mới sẽ có bài kiểm tra nha Duyên. Training sẽ có kiểm tra. Ok Pháp. Ok. Sẽ có Sẵn bài tập về sàng. nhà, bài tập về nhà các thứ. Ok. Bye bye, chào mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.